Xin chào các bạn. Hôm nay chủ đề chúng ta sẽ là lời khuyên nào cho tình huống hiện tại. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất. Và chủ đề cho cái thông điệp và giải quyết tình huống hiện tại là mình sẽ nói về tình yêu nha các bạn. Thì như cái trải bài của năng lượng mang tới cho mình, đó chính là các bạn đang mơ ước được ổn định. Và các bạn suy nghĩ rằng đến lúc các bạn nên có một mối quan hệ thật sự là phù hợp và lâu dài. Tuy nhiên, bạn đang thật sự rất là chần chừ. Và bạn cũng không có rõ mình muốn gì từ cái hôn nhân của mình hết. Bạn kỳ vọng bạn đời của bạn sẽ là người yêu thương bạn sâu sắc. Mình khuyên là các bạn phải thoát được ra khỏi những ràng buộc trong suy nghĩ của mình và bước vào một trải nghiệm với một mối tình. Bạn sẽ nhận ra ai và đâu là thời điểm thích hợp để bạn có thể gắn kết với người đó. Và nếu bạn đang đi tìm kiếm người yêu thì đây là lúc bạn bày tỏ tình cảm yêu thương với đối phương khi bạn có tình cảm với ai đó. Còn nếu như bạn đang trong mối quan hệ thì đây là một cái hướng là các bạn có thể dẫn đến hôn nhân. Và điều quan trọng là đây là một cái mốc quyết định cái thời điểm bạn kết hôn hoặc đính hôn hoặc cam kết lâu dài với ai. Nó báo hiệu một cái tình huống là tình cảm của hai người đã chín mùi và đây là cái thời điểm để phát triển mối liên hệ lên học một cách sâu sắc nhất. Tuy nhiên đây không có phải điểm dừng cuối cùng cho cái chuyến hành trình của chúng ta. Các bạn hãy nghỉ ngơi tận hưởng, sau đó thắp sáng và nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu của mình. Nếu không, nó sẽ nhanh chóng tàn lụi. Và theo như trải bài, cái tá The Moon này xuất hiện là bạn nhắc nhở các bạn rằng khi bạn tìm hiểu hay là dành tình cảm cho một ai đó, các bạn thường có xu hướng là đắm chìm trong cái mộng tưởng của mình. Bạn ảo tưởng về tình cảm của mình dành cho đối phương mặc dù nó chưa có đủ sự thấu hiểu. Và bạn cũng nghĩ là người kia cũng có tình cảm dành cho mình. Và nó khiến bạn càng ngày càng rời xa cái hiện thực và ảnh hưởng đến tiêu cực. Mà khi bạn đang trong mối quan hệ thì bạn có một cái nỗi lo lắng sâu bên tiềm thức của bạn, bạn có nỗi an rất là nhiều. Nó báo hiệu là các bạn không có an tâm về cái người đó. Và cái tâm thức của bạn nó đã báo hiệu cho các bạn biết cái chuyện đó rồi, nhưng bạn cũng cố lờ nó đi để được cái tình yêu với người đó. Đây là một cái rắc rối, nó cuốn bạn đi xa về những cái mối quan hệ của chúng ta khi mà các bạn cứ ảo tưởng về cái tình yêu như vậy. Điều quan trọng là các bạn cần phải giữ bình tĩnh và khôn ngoan để không bị dẫn dụ vào những kế hoạch huyền ảo. Nếu không là bạn đang gặp một con người lừa gạt, giấu giếm và mang rất nhiều mặt nạ. Và người này dường như không thể hiện nhân cách thật sự của họ. Và họ tỏ ra trong cái việc là nói xấu bạn hay tạo ra những tin đồn thất thiệt, sự thật nửa vời. Đôi khi nó biểu hiện cho một người sống hầu như hết một đời trong ảo tưởng nửa tỉnh nửa mê và khó đoán và luôn luôn thay đổi nha các bạn. Các bạn phải cẩn thận tỉnh thức khi bạn tìm hiểu mối quan hệ này với ai. Và trải bài cũng cho thấy là các bạn đang sống và không thể quên và cứ sống mãi trong cái hồi ức bám chặt vào quá khứ khiến bạn mất đi cơ hội gặp gỡ những người mới. Và cái báo hiệu mọi người cũ sẽ khả năng quay về nha các bạn, nhưng mà cái người cũ này sẽ mang lại không có thật sự là nhiều hạnh phúc, bởi vì cái sự ngây thơ không chịu trưởng thành của họ. Khi mà cảm xúc của bạn dao động dữ dội như vậy á, mà bạn đang trong một cái mối quan hệ mới thì rất sẽ bị ảnh hưởng cho người hiện tại. Nếu bạn quý trọng hạnh phúc ở hiện tại thì nên chấm dứt hoàn toàn cảm xúc với người cũ, sẽ không công bằng với người yêu hiện tại nếu bạn còn vẫn nhớ tới người cũ. Trong trải bài khuyên bạn là đừng phá hỏng những thứ tốt đẹp mà bạn đang có. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.